Như vậy, theo thông lệ, chư Phật hằng ngày thường làm năm vận sự dù ở bất cứ nơi nào mà các ngài ngự đến. Theo đúng thông lệ, nên Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Khi ngài trải qua mùa an cư thứ 11, hằng ngày ngài làm năm vận sự. Một hôm, khi ngài dò xét thế giới hữu tình bằng Phật nhãn, ngài trông thấy bà La Môn, Cassie bà Radhaya -ra là người có phước Arikara, đặc biệt giúp ông ta chứng đắc đạo quả A-la-hán. Khi suy xét thêm, Ngài biết trước như vậy, ông bà la môn ngày hôm nay sẽ tổ chức lễ canh điền. Khi Như Lai đến mảnh ruộng đang cày của ông ấy, thì cuộc đàm đạo giữa Như Lai và ông ta sẽ xảy ra. Vào lúc kết thúc buổi pháp đàm, nhờ nghe thời pháp của Như Lai, ông ta sẽ đắp y và trở thành vị A-la-hán. Rồi Đức Phật ở lại tỉnh xá, Dakhinagiri và chờ cơ hội ấy. Lễ canh điền của ông Bà La Môn, các sĩ bà Rát Giác Ngày hôm ấy diễn ra lễ canh điền của Bà La Môn, các sĩ bà Rát Đoại Giác, một cư dân của ngôi làng Ekanala. Ông có tên như vậy là vì ông thuộc bộ tộc Bà Rát Đoại Giác và làm nghề nông. Chương trình lễ cày ruộng và gieo hạt ngày thứ nhất của ông ta như sau – ba ngàn con bò kéo được sắp xếp sẵn sàng tất cả những chiếc sừng của chúng đều được bịt bằng vàng và móng của chúng được gắn bằng bạc tất cả chúng đều được trang sức bằng bông hoa trắng và trên thân có in hình năm ngón tay bằng vật liệu thơm tất cả chúng đều là giống bò tốt nhất đầu và bốn chân chúng tuyệt đẹp một số có màu nâu đậm một số có màu trắng tuyết một số có màu đỏ của san hô trong khi những con khác thì có màu đốm trông như những viên ngọc mà sát ra các lá. Cũng thế, năm trong công nhân đều mặc y phục màu trắng và trang sức trên người bằng những tràng hoa thơm. Vai phải của họ mang một vòng hoa lớn, toàn thân của họ sáng chói rực rỡ. Họ đi thành từng nhóm, mỗi nhóm có 10 cái cày. Ngay trước những cái cày là những cái ách và những gậy hít được bịch vàng trong 500 chiếc cày này, chiếc cày thứ nhất do 8 con bò kéo, mỗi chiếc cày còn lại được kéo bởi 4 con. Những con bò còn lại sẵn sàng để thay thế những con bị mệt. Mỗi nhóm có 10 chiếc cày và có một cỗ xe hạt giống đi kèm. Việc cày ruộng được thực hiện do từng 10 nông dân thay phiên nhau. Việc gieo giống cũng được thực hiện như thế. Về phần của điền chủ Bà La môn các sĩ bà Bradwaya. Ông tỉa rau mép và rau cầm thật gọn gàng. Ông tắm rửa sạch sẽ và toa lên người loại hương liệu có mùi thơm đặc biệt. Sau đó, ông mặc bộ y trị giá 500.000 đồng tiền vàng và chiếc áo tràng trị giá 100.000 đồng tiền vàng ở bên vai trái của ông. Hai lỗ tai của ông được đính vào hai vật trang sức có hình miệng của con sư tử. Đầu của ông ta được vấn bằng chiếc khăn xếp như chiếc khăn vấn đầu của vị phạm thiên một vật trang sức bằng vàng như tràng hoa đeo quanh cổ đứng giữa nhóm bà la môn ông giám sát cuộc lễ sau đó vợ của ông cho người chở đến những chiếc bình đựng các món ăn được nấu bằng sữa bằng những chiếc xe bò ba tấm gội bằng nước thơm trang phục lộng lẫy rồi đi đến nông trang cùng với những bà la môn khác trong nhà của bà La Môn cũng vậy, nơi nào cũng có mùi hương thơm ngát. Hột nổ được rải khắp nơi, những cái lưu đựng đầy nước, những cây chuối, cờ xí và cờ phướng được trang hoàng cho buổi lễ. Và bằng hương hoa và các lễ vật khác, lễ cúng dường được tiến hành. Trong cánh đồng, những lá cờ hình khối và dẹp được treo khắp nơi, những người trợ giúp, người làm công và những người tụ họp lại số lượng lên đến 2.500 người. Mọi người đều mặc quần áo mới và món ăn bằng sữa đã được bày sẵn sàng cho họ. Khi mọi sự đã sẵn sàng để tiến hành lễ hội ở nông trại, bà La Môn Cát Bà ra Đoại Giá sai rửa sạch cái bát bằng vàng mà ông thường dùng ăn cơm và cho vào bát món cơm sữa thêm bơ, mật ong và mật đường. Ông cho người cúng dường món cơm sữa đến thần nông, Vợ ông sai phân phối các bát bằng vàng, bạc, đồng trắng và đồng đỏ cho 500 nông dân. Đích thân bà sớt món ăn cơm sữa bằng cái giá hình thù như cái tách vào bát của họ lần lượt từ người này đến người khác. Tuy nhiên, sau khi cúng lễ các thần linh xong, bà La Môn đi đôi giày buộc bằng những sợi dây màu đỏ và cầm chiếc gậy bằng vàng. Ông ta đi từ nơi này đến nơi khác, để giám sát công việc và nói Hãy cho món cơm sữa vào bát của người đàn ông này. Hãy bỏ bơ vào bát này. Hãy múc một ít mật đường cho vào bát ông này. Đây là kết thúc về lễ canh điền của chủ điền Bà La Môn, các sĩ bà ra Đòi Giá. Đức Phật viếng lễ canh điền Bây giờ đang ở hương phòng, Đức Phật biết rằng bữa tiệc món cơm sữa đang diễn ra và Ngài quyết định rằng đã đến lúc như lai tế độ bà la môn các sĩ bà rát đoài giá thế nên ngài sửa lại chiếc y nội buộc dây lưng đắp y vai trái mang bát và đi đến nơi mà lễ canh điện đang diễn ra sôi động nhất ở đây bất cứ khi nào đức phật muốn nhận lãnh vật thực thì cái bát bằng đá màu xanh in đá lá do bốn vị thiên vương dân cúng tự động xuất hiện giữa hai tay của đức phật đức phật không cần thiết đem bác đi theo như con ông đến nơi nhiều bông hoa cũng vậy cái bác tự hiện ra dành cho đức phật người ta có thể hỏi rằng tại sao các tỳ khưu không đi theo đức phật câu trả lời là khi muốn đi một mình đức phật đi vào hương phòng vào giờ khắc thực buổi sáng và đóng cửa phòng ở lại trong đó từ dấu hiệu đó các tỳ khưu biết rằng ngày hôm nay bậc đạo sư muốn đi vào làng hay thị trấn một mình chắc chắn là bậc đạo sư đã thấy một người nào đó cần tế độ do biết vậy họ mang bát tìm con đường riêng đi khắc thực sau khi nhiễu quanh hương phòng trong ngày hôm ấy để tế độ bà la môn các sĩ bà rát đoài giá đức phật đã hành xử y như cách đã được nêu trên đó là lý do mà các tỳ khưu không đi theo đức phật vào lúc Đức Phật đến viếng bà La Môn, các sĩ bà Rát Đoại Giá đang chủ trì bữa tiệc món cơm sữa dành cho các thành viên trong nhóm tùy tùng của ông. Đức Phật đi đến bữa tiệc và đứng ở một nơi thích hợp. Ở đây Đức Phật đi đến và đứng nơi buổi lễ đang diễn ra là chỉ để ban phúc lành cho bà La Môn, các sĩ bà Rát Đoại Giá. Thực ra, Ngài đi đến đó không phải để xin vật thực như những người ăn xin. Giải rộng, quyến thuộc của Đức Phật số lượng 160.000 người, 80.000 bên cha và 80.000 bên mẹ. Những quyến thuộc này đủ khả năng để cung cấp vật thực thường xuyên. Quả vậy Đức Phật khoác vào chiếc y không vì vật thực. Thực ra, Ngài trở thành sa môn với chỉ nguyện là Trong vô số kiếp, ta đã tạo ra năm loại đại thí và thực hành viên mãn các pháp ba la mật sau khi tự mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, ta sẽ độ thoát cho những chúng sanh nào xứng đáng được độ thoát như ta. Sau khi nhiếp phục bản thân bằng sự thu túc lục căng, ta sẽ nhiếp phục những chúng sanh đáng được nhiếp phục như ta vậy. Sau khi làm thanh tịnh bản thân bằng sự dập tắt tất cả hơi nóng của phiền não, ta sẽ đem lại thanh tịnh cho những chúng sanh xứng đáng giống như ta. Sau khi tự mình đạt đến chỗ tịch tịnh, đối với thân và phiền não, ta sẽ dạy cho những chúng sanh xứng đáng đạt đến chỗ tịch tịnh đối với thân và các phiền não giống như ta vậy. Do đó, chính vì Ngài muốn đổ thoát cho những chúng sanh này giống như Ngài đã tự mình giải thoát khỏi vòng luân hồi. Chính vì Ngài muốn điều phục chúng sanh giống như Ngài đã điều phục chính mình bằng sự thu thúc lục căng Chính vì Ngài muốn đem lại thanh tịnh cho những chúng sanh ấy, giống như Ngài đã thanh tịnh chính mình bằng sự dập tắt tất cả những ngọn lửa phiền não. Chính vì Ngài muốn đạt đến chỗ tịch tịch về thân và các phiền não mà Ngài đã đi khắp thế gian. Trong chuyến du hành hôm nay, Ngài đi đến và đứng đó, nơi mà bữa cơm sữa đang diễn ra sôi động nhất để tế độ bà la môn các xí bà rát rời giác. Sau khi Đức Phật đứng ở chỗ cao để bà La Môn, các sĩ bà Rát Đoài Giá có thể trông thấy và nghe Ngài nói. Từ thân Ngài phát ra hào quang có màu bí tá giống như sự pha trộn màu sắc của vàng lỏng và bột đá vàng. Sáng chói hơn ánh sáng của một ngàn mặt trời và một ngàn mặt trăng. Các tia hào quang đi xa 80 hắc tay, khắp các hướng đều thấm nhuần hào quang từ thân Đức Phật. Những bức vách trong chỗ làm việc của bà La Môn, những cây cối chung quanh và những cục đất đã được lật lên và những vật khác đều trông như những khối vàng rắn. Lúc bấy giờ, những người tham dự bữa tiệc cơm sữa trông thấy Đức Phật vô song trong tướng mạo uy nghi rực rỡ của một vị Phật. Do vậy, họ vội vàng rửa tay chân rồi cung kính chấp tay đứng quanh ngài. Bà La Môn Kassipa Rất đoá Giác trông thấy mọi người vây quanh Đức Phật, Ông ta không hài lòng, nghĩ rằng Công việc của ta đã bị phá vỡ có chủ tâm. Khi chú ý đến các tướng chánh và tướng phụ, ông ta đã nhận xét sai lầm rằng Vị sa môn này, nếu mà chịu làm việc để kiếm của cải, thì chắc vị ấy đã kiếm được cái gì đó như cái kẹp tóc bằng hồng ngọc cho tất cả những người trong khắp cõi diêm phù đề này vì ấy có thể thành tựu bất cứ điều hạnh phúc nào. Tuy nhiên, vì lười biếng không làm gì cả, chỉ ăn vật thực kiếm được ở các buổi lễ canh điền và các buổi lễ khác, vì ấy đi lại chỗ này chỗ kia để chăm lo cái thân của vị ấy mà thôi. Do tâm trạng khó chịu và suy nghĩ sai lầm của mình, nên ông đã nói với Đức Phật những lời khinh miệt sau. Này ông Sa Môn, tôi làm công việc cày cấy và gieo trồng Tôi kiếm sống nhờ vậy. Dù tôi không có những tướng hảo như ông, nhưng công việc của tôi cũng không bị ảnh hưởng bất lợi. Này ông Sa Môn, ông cũng nên cày bừa và gieo trồng như tôi. Nhờ làm vậy, ông sẽ sống cuộc đời hạnh phúc như tôi. Đối với ông, người có những tướng của bậc đại nhân, lợi ích nào sẽ xảy đến? Bà Lam Môn các sĩ Bà Rá Đoài Giá vốn biết rằng Thái tử Siddhartha ra đời trong cung điện của dòng tộc Thích Ca, trong kinh thành có Vị thái tử ấy đã trở thành một vị sa môn sau khi từ bỏ đời sống vương giả của một vị chuyển luân vương. Ông nhận ra thái tử Siddhartha chính là vị sa môn này. Ông nói với Đức Phật theo cách trên vì ông muốn chỉ trích Ngài. Sau khi từ bỏ đời sống xa hoa của một vị chuyển luân vương, giờ đây ông có thấy mệt mỏi không? Hoặc là một bà la môn thông minh sắc bén ông ta nói như vậy vì không muốn phản đối ngài mà vì ông ta đã tự mình chứng kiến tướng hảo thù thắng của đức phật nên muốn tán dương trí tuệ của ngài và bắt chuyện với ngài lúc bấy giờ vì bà la môn cách xí bà rát đoà giá một người chủ nông trại là người xứng đáng để nói chuyện nên đức phật muốn giáo giới cho ông tùy theo căn cơ của ông để ban ra một thời pháp thoại khi biểu lộ chính Ngài là chúa tể của những người trồng trọt trong thế gian hữu tình có chư thiên và phạm thiên, Đức Phật nói rằng Này bà La Môn Các Sĩ Bà Rá Đoà Giá, giống như ông, như Lai cũng cày ruộng, gieo hạt và nhờ đó sống hạnh phúc. Khi ấy ý nghĩ sau đây, sanh đến với bà La Môn Các Sĩ Bà Rá Đoà Giá. Vị Samôn Gotama này nói rằng, ta cũng cày ruộng và gieo hạt, nhưng ta không thấy những dụng cụ của vị ấy như cái ách gậy hít vân vân vị ấy có nói dối ta không rồi vị bà la môn nhìn đức phật và quan sát ngài từ chân đến đầu và thấy rằng ngài có đầy đủ tướng hảo của một bậc đại nhân thế nên ông suy nghĩ không có lý do gì mà một người có đầy đủ hảo tướng như vậy lại nói lời không thật ngay khi ấy ông cảm thấy kính trọng Đức Phật và từ bỏ lời nói khiếm nhã như ông Sa Môn và gọi Ngài bằng tên của bộ tộc của Ngài như vậy. Chúng tôi không thấy cái ách, cái cày, lưỡi cày, gậy hít và những con bò kéo của Ngài Gautama. Dù ông đã quả quyết khi nói rằng Này ông bà La Môn, giống như ông như lai cũng cày ruộng, gieo hạt và nhờ đó sống hạnh phúc rồi ông hỏi bằng câu kệ sau đây thưa ngài Gotama ngài công bố rằng ngài là nông dân nhưng tôi không thấy những công cụ của ngài là cái ách cái cày và những thứ khác cần thiết cho việc đồng áng vì giờ đây chúng tôi xin hỏi ngài hãy nói cho chúng tôi biết bằng cách nào đó để có thể nhìn thấy tất cả những công cụ của ngài thưa ngài Gotama để làm nông đối với câu hỏi đầy đủ do bà la môn nêu ra đức phật đã cho câu trả lời bằng bốn câu kệ ba câu kệ tự nó là những câu trả lời và câu thứ tư là câu kết luận những câu kệ và bản dịch của chúng như sau câu trả lời bằng kệ ngôn một a à, này bà la môn các sĩ bà Rát Đoà giá niềm tin của như lai là hạt giống niềm tin có bốn loại lai tính chứng tính xác tín và tịnh tín. Đọc chú giải, bà thiết cáo quách gá và những tác phẩm khác để biết rõ hơn về bốn loại đức tin này. Chú giải một Lai tính là đức tin sanh lên do sự phát nguyện thành Phật. 2. Chứng tính là đức tin sanh lên do sự chứng đắc đạo và quả. 3. Xác tính là đức tin sanh lên do sự hiểu rõ các ân đức của Tam Bảo. 4. Tình tính là đất tiên sanh lên do bởi đối tượng hình sắc hay âm thanh đáng ưa thích. B. Sự thu thúc lục căng của Như Lai là đám mưa giúp cho sự phát triển những cây con. 4. Tuệ quán và bốn đạo tuệ của Như Lai là cái ách và khúc gỗ của cái bừa. D. Tàm và quý của Như Lai là cặp sào của cái bừa. E tâm sản sanh ra định của Như Lai là những sợi dây thần gồm có ba loại. Một sợi dùng để buộc, một sợi dùng để gắn giữ và sợi thứ ba dùng để kết nối. F. Chánh niệm của Như Lai có tuệ quán đi kèm với tuệ đạo là những cái răng của cái bừa và cây gậy hít. Chú thích. Bà La Môn hỏi về cái ách, cái bừa và những công cụ khác, nhưng Đức Phật trả lời bằng cách thêm vào các sự kiện cần thiết dù chúng không được đề cập trong câu hỏi ngài làm như vậy do sự giống nhau của hai nguyên tắc gốc đức tin và hạt giống cách thuyết giảng như vậy là phương tiện vốn có của đấng giác ngộ đức phật vì muốn thuyết giảng bằng cách mở ra phương tiện ấy để bổ túc những yếu tố cần thiết khác trong cùng một sự kiện tương đồng nên đã nói rằng đức tin của ngài là hạt giống ở đây câu nói sự tương đồng giữa hai cân nhân có ý nghĩa gì? Không phải ông Bà La Môn chỉ hỏi câu hỏi liên quan đến những thứ như Cái ách, cái bừa và những thứ tương tự Như thế tại sao Đức Phật nói về niềm tin của Ngài Bằng cách so sánh với hạt giống Và đưa nó vào câu trả lời của Ngài Dù không được nêu ra trong câu hỏi của ông ta Nếu câu trả lời không liên quan đến câu hỏi Thì có thích hợp không? Dù ông đã giới hạn câu hỏi trong những công cụ nông nghiệp như cái ếch cái bừa và những thứ tương tự tại sao Đức Phật lại đưa vào câu trả lời của Ngài như đức tin ngang hàng với hạt giống vân vân phải chăng điều này khiến cho câu trả lời của Ngài trở nên không thích hợp câu trả lời Đức Phật không bao giờ nói điều gì không thích hợp chư Phật có truyền thống thuyết giảng bằng cách giới thiệu những sự kiện mới bằng phép loại suy si. ở đây cần chú ý những điều sau. Bà La Môn Cách Xí Bà Rát Đoại Giá hỏi về nghề nông liên quan đến cái cày, cái ách và các công cụ khác. Nhưng Đức Phật khi được hỏi như vậy, đã không bỏ sót bất cứ điều gì trong câu trả lời của Ngài khi nói rằng Điều này ông ta không hỏi. Đối với Đức Phật, sự quan tâm đến ông ta như vậy là do lòng bi mẫn vì muốn nói về nghề nông ngay từ đầu để ông ta có thể biết toàn thể công việc cùng với 4 điểm là một Căn nguyên, 2. Trở thành, 3. Tư lương và 4. Quả đã không được đề cập đến trong những câu hỏi của ông ta. Tuy nhiên không hỏi vì kiến thức và trí tuệ của ông không đủ thâm sâu, Đức Phật đã trả lời tất cả những điểm không được hỏi đến nhưng cần thiết do bởi tâm bi mẫn quảng đại của Ngài. Giải rộng Hạt giống là nhu cầu cơ bản trong nông nghiệp. Không có hạt giống thì không có công việc trồng trọt. Số lượng hạt giống quyết định số lượng công việc làm nông, công việc trồng trọt được làm nhiều hay ít tùy thuộc hạt giống. Cho nên hạt giống là căn nguyên của nghề nông. Về vấn đề này, Đức Phật muốn mô tả công việc làm nông bắt đầu từ căn nguyên ấy. Vì hạt giống là căn nguyên của ngành nông nghiệp muôn thuở nên chủ đề của ông ta tương tự như căn nguyên của việc trồng trọt trong tâm của Đức Phật. Ngài thêm vào việc loại suy nên ngài mới nói rằng Đức tin của Như Lai là hạt giống. Như đã nói ở trên, căn nguyên của công việc là nông, tức là hạt giống, căn nguyên của vượt gieo trồng trong tâm là đức tin. Ý nghĩa thâm sâu của câu nói này nên hiểu như vậy. Lại nữa, người ta cũng có thể tranh biện rằng, Bà La Môn hỏi điều gì thì nên trả lời điều đó trước, tại sao Đức Phật trả lời trước điều mà ông ta không nói đến. Câu trả lời tóm gọn: Một dù đức tin như hạt giống lẽ ra được trả lời lẽ ra được trả lời sau nhưng đức phật trả lời trước vì muốn đem lại nhiều lợi ích cho ông ấy hai sự thu thúc lục căng giống như đám mưa và đức tin như hạt giống có liên hệ với nhau như nhân và quả cho nên sự thu thúc lục căng giống như đám mưa được đề cập ngay sau đức tin như hạt giống giải rộng một ông bà la môn bản chất thông minh nhưng vì ông sinh ra trong một gia đình tà kiến nên niềm tin của ông rất yếu. Người mạnh về thông minh mà yếu về đức tin thì chẳng tin ai cả, ngay cả những vị thầy của mình. Người ấy không thực hành pháp, cần được thực hành và vì thế không thể chứng đắc đạo quả siêu phàm. Niềm tin trong sạch của ông ta còn yếu, thế nên đức tin yếu kết hợp với trí thông minh mạnh mẽ không thể giúp ông ta chứng đắc đạo quả. Sự kết hợp ấy có phần giống như con bò kéo được thắng ách chung với con voi. Chính niềm tin sẽ dẫn dắt ông Bà La Môn chứng đắc đạo quả. Vì vậy, để ông ta an trú trong đức tin là điều rất cần thiết. Đức Phật bằng phương pháp thuyết giảng vô song đã giảng dạy về đức tin trước tiên dù nó nên được đề cập đến về sau. 2. Mưa có lợi ích vô cùng cho hạt giống. Mối liên hệ giữa nhân và quả có thể đánh giá đầy đủ chỉ khi nào Đức Phật nói về đám mưa ngay sau phần nói về hạt giống. Cho nên câu trả lời của Đức Phật liên quan đến đám mưa được nêu ra trước mà đúng ra phải trả lời sau, tức là kế tiếp câu trả lời liên quan đến đức tin như hạt giống. Không riêng đám mưa mà cái cày, dây thần vân vân, Đức Phật cũng nói đến những chỗ thích hợp riêng biệt của chúng. Những đặc tánh và những đặc điểm của đức tin có thể được biết rõ từ những bộ kinh có liên quan sự giống nhau giữa đức tin và hạt giống là như vậy hạt giống tự nhiên nguyên nhân cơ bản trong việc trồng trọt của ông bà la môn làm hai công việc một đâm rễ xuống dưới và hai đâm chồi lên trên tương tự đức tin như hạt giống nguyên nhân cơ bản của công việc trồng trọt trong tâm cũng làm hai công việc một đâm rễ giới xuống dưới đất và hai đâm chồi định và tệ quán lên trên giống như hạt giống hấp thụ những thành phần dinh dưỡng của đất và nước từ rễ vào thân của chúng để đem lại kết quả dồi dào cho mùa vụ. Cũng vậy, đức tin giống như hạt giống hấp thụ những thành phần định và tuệ từ rễ giới để mọc lên và nhờ vào thân cây thánh đạo đem lại kết quả cho thánh quả. a, à, giống như hạt giống nằm trong vùng đất màu mỡ phát triển rễ, chồi, thân và bông của chúng làm sẵn sanh ra vụ mùa đầy hạt. Cũng vậy. Đức tin giống như hạt giống nằm trong bùn đất vì nhiều quả. Quá trình tâm đạt đến sự phát triển về giới thanh tịnh, sản sinh ra chất nhựa của thánh đạo và vụ mùa hoa trái là đạo quả a la hán với tuệ phân tích và trí vô ngại giải. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng đức tin của Như Lai là hạt giống. Liên quan đến câu nói, sự chế ngự lục căng của Như Lai là đám mưa, cũng như những cây lúa của ông bà la môn từ hạt giống mọc lên luôn luôn tăng trưởng tốt tươi mà không bị héo búa vì chúng nhận được sự hỗ trợ của mưa cũng vậy giới định và tuệ của đức phật có nguyên nhân gần là đức tin như hạt giống thường xuyên phát triển không suy giảm d qua câu nói này của đức phật chỉ ra ý nghĩa thăm sau như sau này ông bà la môn nếu trận mưa rơi xuống sau khi ông gieo hạt thì ấy là điều tốt. Nếu không, ông phải tự tưới nước cho chúng. Còn phần như lai, như lai gắn chiếc cày tạm và quý vào cái ách tuệ quán và tuệ đạo bằng sợi dây thần định, rồi khi thắng ách vào những con bò kéo là tinh tấn, như lai điều khiển chúng bằng chiếc gậy hít là chánh niệm. Như vậy, như lai đã cày mảnh ruộng phì nhiêu là quá trình tâm và gieo hạt giống là đức tin. Chẳng giây phút nào đức tin như hạt giống thiếu nước mưa là sự thu thúc lục căng. Nước dưới hình thức chế ngự lục căng luôn luôn tưới lên mảnh ruộng màu mỡ là quá trình tâm của Như Lai. Liên quan đến câu nói của Đức Phật, tuệ quán và đạo tuệ của Như Lai là cái ách và cái bừa cái ách và cái bừa của ông bà la môn giống như tuệ quán và tuệ đạo của đức phật cái ách là vật nâng đỡ cho cái bừa nó ở trước cái bừa nó cũng là cái để dây cương dựa vào nó cũng được dùng để khiến những con bò kéo đi chung với nhau tương tự như vậy trí tuệ là pháp nâng đỡ chính yếu của giới đức do tàm và quý mở đường nó cũng là kẻ dẫn đầu của giới đức và nó không thể tồn tại mà không có tàm và quý như hai cái cáo của cái bừa. Và cái bừa được buộc chung với cái ách là trí tuệ, vì nó là pháp mà sợi dây thần là định nương tựa vào. Tuệ hỗ trợ cho định vì trí tuệ kiểm soát sự tinh tấn quá mạnh hay quá yếu, mà nó hoạt động bằng cách điều hòa sự chuyển động song hành của cặp bò kéo là tinh tấn. C. Khi việc bừa đất được thực hiện, khúc gỗ có gắn những cái răng làm nhuyễn đất, đánh tan những rễ cây lớn và nhỏ tương tự khi khúc gỗ trí tuệ của đức phật gắn những chiếc răng chánh niệm làm tan tác bốn khối lớn đó là khối tương tục khối tương tập khối phận sự và khối cảnh nó cũng đoạn diệt tất cả những cội rễ lớn nhỏ của phiền não cho nên đức phật mới nói rằng tuệ quán và tuệ đạo của như lai là cái ách và cái bừa liên quan đến câu nói tàm và quý của như lai là cặp cán bừa tàm và quý cùng sanh cùng tồn tại với nhau khi có tạm thì quý cũng có mặt cho nên mới có câu tàm và quý của như lai là cặp cán bừa d cũng như cặp cán bừa của ông bà la môn một đầu được gắn vào cái ách và một đầu được gắn vào khúc gỗ cũng vậy cặp cán bừa của đức phật là tàm và quý được đi kèm với cái ách và khúc gỗ là thế gian tuệ quán và siêu thế gian tuệ đạo vì sự hiện hữu của hai loại tuệ tùy thuộc vào sự hiện hữu của hai pháp tàm và quý. Cái ách và khúc gỗ làm những chức năng riêng của chúng như đã đề cập ở trên. Khi chúng được gắn liền với cặp cán bừa, chỉ khi ấy chúng mới không bị lúc lắc hay lỏng lẻo. Cũng vậy, hai loại trí tuệ kể trên làm những phận sự riêng của chúng khi chúng được liên kết chặt chẽ với nhau hai pháp là tàm và quý. Chỉ khi ấy, chúng mới không bị yếu hoặc lỏng lẻo mà vẫn giữ tình trạng chật chẽ, kháng khít và không bị nhiễm các pháp bất thiện mà có thể sanh lên do vô tạm và vô quý. Nên Đức Phật nói, tạm và quý của Như Lai là cặp cán bừa. Liên quan đến câu nói, tâm của Như Lai là sợi dây thừng. Tâm ở đây có nghĩa là sự tập trung cho nên câu diễn dịch. Tâm của Như Lai sanh ra định là những sợi dây thừng, gồm có ba loại. Một sợi dùng để buộc, một sợi dùng để gắn giữ và sợi thứ ba dùng để kết nối. E. Có ba loại dây thần. Một sợi dùng để buộc có nghĩa là buộc cặp cán và cái ách. Một sợi dùng để gắn giữ có nghĩa là gắn giữ cái ách vào cổ của con bò. Và sợi dây thứ ba dùng để kết nối có nghĩa là kết nối người điều khiển với những con bò kéo. Cũng như ba sợi dây thần của ông Bà La Môn giữ chặt cái bừa, cái ách và những con bò kéo dính liền nhau và giúp chúng hoàn toàn những phần sự riêng của chúng. Cũng vậy, sự dây thần chú tâm của đức phật giúp ngài tập trung tạm và quý, tuệ và tinh tấn vào một đối tượng và làm cho chúng thực hiện những phần sự riêng của chúng. Cho nên đức phật mới dạy rằng tâm sanh sản ra định của như lai là những sự dây thần liên quan đến câu nói chánh niệm của như lai có tuệ đạo và tuệ quán đi kèm là những cái răng của cái bừa và cái gậy hết cũng như cái răng bừa bảo vệ và hướng dẫn khúc gỗ của cái bừa cũng vậy chánh niệm bảo vệ trí tuệ bằng cách thăm dò cảnh trong xa của những thiện pháp và đem chúng về một điểm tập trung cho nên trong nhiều bộ kinh bà lý đức phật dạy chánh niệm và pháp bảo vệ do không bao giờ sao nhãn lưỡi bừa chánh niệm đi trước khúc gỗ bừa và trí tuệ quả thực vậy những yếu tố pháp mà đã được thăm dò bởi chánh niệm chúng được thâm nhập bởi trí tuệ đi sau F. Cũng như cái gậy hít, cảnh báo cho những con bò biết mối nguy hiểm sẽ bị hít hoặc bị đánh, không cho chúng cơ hội rút lui hay dừng lại mà giữ chúng không đi sai đường. Cũng vậy, cái gậy hít chánh niệm cảnh báo con bò tinh tấn về mối nguy hiểm bị rơi xuống khổ cảnh, không cho nó có cơ hội lười biến, thối thất hoặc dừng lại và nhờ đó mà giữ tâm không đi lang thang trong các cảnh dục không đáng ưa thích, buộc nó vào pháp hành hiền quán nó cũng ngăn cản không cho tinh tấn đi vào tà đạo. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng, chánh niệm của Như Lai có tuệ đạo và tuệ quán đi kèm là những răng bừa và gậy hít. Câu trả lời bằng kệ ngôn hai Này ông Bà La Môn của bộ tộc Bà Rá Đoài Giá, cũng như ông bảo vệ an toàn mảnh ruộng của ông bằng những hàng rào. Cũng vậy, Như Lai, đạo sư của bà cõi, bảo vệ an toàn mảnh ruộng tâm bằng hàng rào của ba thân thiện hạnh và bốn ngữ thiện hạnh. Qua câu trả lời này của Đức Phật về bát Tí Móc khác sự thu thúc bằng giới bát Tí Móc khác Về cách sử dụng bốn món vật dụng như lai like kiềm chế chính mình để tránh 21 cách kiếm lợi bất chánh. Điều này ám chỉ đến hoạt mạng biến tình giới nói về cái bụng như lai chế ngự bản thân bằng cách ẩm thực độ lượng qua tám loại tánh ngữ như lai đã đoạn tận tám loại ngôn ngữ hèn hạ phi thánh ngữ và những rong riêu của sự dối trá a la hán đạo quả là sự an lạc trong trạng thái gọi là niết bàn là sự đoạn tận sự phá tan hoàn toàn cái bừa sự viễn ly hoàn toàn mảnh ruộng và sự rút lui vĩnh viễn thuộc về như lai bạc đạo sư của ba cõi. Ý nghĩa ở đây là Này ông bà La Môn, cũng như ông, sau khi đã gieo hạt, bèn dựng lên một hàng rào gai, một hàng rào cây, một hàng rào bằng những khúc gỗ hay bằng tre để gia súc, trâu bò, nai không vào phá hoại hoa màu được. Cũng vậy, như Lai sau khi gieo xuống hạt giống đất tin, bèn xây nên ba bức tường thành lớn là bà Tì Mốc Khá Sâm Quá Rá sì Lá, A Xì Quá Bà Đi và Bách Chết Giá khiến những gia súc, trâu bò, nai dưới dạng pháp bất thiện như tham sân si không có đường để phá hoại hoa màu là những công đức, những điều phước mà Như Lai, người nông dân vĩ đại sở hữu. Này ông Bà La Môn, cũng như ông sau khi làm công việc bên ngoài như cày ruộng bằng đôi tay hoặc bằng cái liềm bèn nhổ hoặc các sạch cỏ dại vốn có hại cho vụ mùa. Cũng vậy, như lai sau khi làm công việc bên trong là cày thử ruộng tâm, bèn nhổ lên và đoạn sạch tám loại phi thánh ngữ là những rong rêu cỏ dại của sự dối trá. một Không thấy mà nói là tôi thấy. 2. Không nghe mà nói là tôi nghe. 3. Không chứng mà nói là tôi chứng. 4 không biết mà nói là tôi biết. 5, thấy mà nói là tôi không thấy. 6, nghe mà nói là tôi không nghe. 7, chứng mà nói là tôi không chứng. 8, biết mà nói là tôi không biết. Trong tám loại phi thánh ngữ này là những loại cõi dại của sự dối trá, Như Lai đã làm công việc đào bứng, cắt đứt và đoạn tận bằng đôi tay hay bằng cái liềm bát thánh ngữ như một khi không thấy nói rằng tôi không thấy hai khi không nghe nói rằng tôi không nghe ba khi không chứng nói rằng tôi không chứng bốn khi không biết nói rằng tôi không biết năm khi thấy nói rằng tôi thấy sáu khi nghe nói rằng tôi nghe bảy khi chứng nói rằng tôi chứng tám khi biết nói rằng tôi biết này ông bà la môn việc dẹp bỏ cái bừa của ông việc trừ bỏ mảnh ruộng cũ và việc ngừng nghỉ của ông không phải là vĩnh viễn vì ông còn phải cày bừa lại vào buổi chiều ngày hôm sau hoặc năm sau việc tháo bỏ cái bừa của như lai việc từ bỏ mảnh ruộng của như lai và sự ngừng nghỉ của như lai không giống như ông quả thật vậy này ông bà la môn khi như lai chứng đắc đạo quả a la hán trước đó như lai chẳng hề biết thế nào là dẹp bỏ cái bừa thế nào là từ bỏ mảnh ruộng và sự quy ẩn như lai sẽ giải thích cụ thể hơn này ông bà la môn vào thời của đức phật đi bàn đá cá như lai chưa dẹp bỏ cái bừa chưa từ bỏ mảnh ruộng và quy ẩn cho đến khi như lai chứng đắc a la hán đạo tuệ nhất thiết trí suốt thời gian bốn a tân kỳ và một trăm ngàn đại kiếp như Lai phải làm việc bên trong là trồng trọt trên mảnh đất tâm bằng sự thắng yên cương bốn con bò lớn là tránh tinh tấn hay duy trì sự tinh tấn để nung nóng cái bừa trí tuệ. Này ông Bà La Môn, sau khi làm xong công việc cày xới mảnh ruộng tâm không ngừng nghỉ suốt bốn A Tân Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, chỉ đến khi Như Lai chứng đắc đạo quả A-La-Hán với tất cả ân đức của một vị Phật khi đang ngồi trên bồ đoàn bằng vàng dưới cội cây bồ đề là trạng thái thực sự an lạc, chấm dứt mọi phiền não. Khi ấy, Như Lai mới tháo bỏ bốn con bò tinh tấn từ cái cày trí tuệ, từ bỏ mảnh ruộng quá trình tâm và quy ẩn vĩnh viễn bằng sự an trú trong đạo quả A-la-hán. Giờ đây, Như Lai chẳng còn gì để làm đối với công việc trồng trọt. Trả lời bằng câu kệ ba này ông Bà La Môn của bộ tộc Bà Rác Đoài Giá, hai loại tinh tấn của Như Lai thuộc về thân và thuộc về tâm, hình thành một cặp bò lớn được buộc vào ngay trước cái cày hay bốn loại chánh tinh tấn của Như Lai là hai cặp bò kéo, cặp bò gồm thân tinh tấn và tâm tinh tấn hay hai cặp bò chánh tinh tấn của Như Lai có khả năng dẫn đến Niết Bàn, thoát khỏi mọi đau khổ gây ra bởi bốn loại phiền trượt đó là dục phiền trượt vân vân. Sau khi đã đến Niết Bàn, nơi mà một nông dân giống như Như Lai không còn phiền não sẽ không quay lại nữa do nhờ năng lực của trí tuệ. Giải thích, cũng như khúc gỗ nơi mà cái bừa của ông bà La Môn được kéo đi bởi cặp bò làm bể vụn những khối đất và tiêu dược những rễ cây lớn và nhỏ. Cũng vậy, khúc gỗ trí tuệ của Đức Phật được kéo đi một cách mạnh mẽ bởi cặp bò là thân tinh tấn và tâm tinh tấn nghiền nát bốn loại khối đất đó là khối tương tục, khối hợp thành, khối phận sự, khối cảnh duyên. Như Lai cũng đoạn diệt những rễ cây lớn và nhỏ là những pháp ô nhiễm. Hay nói cách khác, cũng như hai cặp bò để kéo của ông bà La Môn, một cặp được thắng vào cái ách thứ nhất và cặp kia được thắng vào cái ách thứ hai. Cũng vậy, trong cái bừa chánh pháp của Đức Phật có bốn pháp tinh tấn giống như hai cặp bò của ông bà La Môn được gắn vào cái bừa của ông ta. Chúng phấn đấu nỗ lực và hoàn thành hai phận sự, đó là phận sự tiêu diệt cỏ dại đã mọc rồi và cỏ dại sắp mọc lên và phận sự làm sanh ra những cây lúa. Cũng vậy, bốn pháp tinh tấn của Đức Phật tương ứng với hai cặp bò của ông bà La Môn, chúng phấn đấu nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ đoạn trừ các bất thiện pháp đã sanh cũng như sẽ sanh và phần sự làm sanh khởi các thiện pháp. Này ông Bà La Môn, cũng như hai cặp bò của ông đi về hướng đông, hướng tây, vân vân khi ông điều khiển chúng, cũng vậy, hai cặp bò tinh tấn của Như Lai đi thẳng đến niết bàn khi Như Lai điều khiển chúng đi về hướng ấy. Sự khác biệt về hướng đi của ông và hướng đi của Như Lai là như thế này. Khi hai cặp bò của ông tiến đến đầu kia của mảnh ruộng thì chúng quay lại. Nhưng cặp bò tinh tấn của Như Lai đi thẳng đến Niết Bàn mà không quay trở lại kể từ thời kỳ Đức Phật đi bàn cá rác. Hai cặp bò của ông không thể đến chỗ mà một người nông dân như ông có thể thoát khỏi phiền não. Còn hai cặp bò của Như Lai dưới dạng tránh tinh tấn, chúng đã được điều khiển để đến chỗ Niết Bàn thoát khỏi mọi sầu khổ của một người nông dân giống như Như Lai. Kết luận bằng câu kệ Này ông Bà La Môn của bộ tộc Bà Rát Đoài Giá, Như Lai, bậc thiên sư của ba cõi, đã làm công việc cày ruộng chánh pháp liên tục không gián đoạn suốt 4 A Tân Kỳ và 100.000 đại kiếp. Việc cày ruộng chánh pháp của Như Lai cho quả Niết Bàn, hương vị này không chỉ dành riêng cho Như Lai mà dành cho bất cứ ai dù là Phạm Thiên, Chư Thiên hay nhân loại. Khi việc thắng ách, cập bò tránh tinh tấn và việc cày ruộng Pháp được người đó thực hiện một cách liên tục không gián đoạn, thoát khỏi mọi khổ đau và chứng đắc niết bàn. Với cách này, Đức Phật qua việc thuyết Pháp đến Bà La Môn, ca sĩ Bà Rát Đoài Giác, kết thúc bài Pháp bằng cách đưa nó lên tới đỉnh cao là đạt đạo quả, A-la-hán và Niết Bàn. Sau khi lắng nghe bài pháp thâm diệu, bà La Môn các bà ra đoại giá giác ngộ được rằng dù ta ăn ngũ cốc có được từ công lao trồng trọt của mình, nhưng hôm sau ta vẫn bị đói. Việc trồng trọt trên mảnh ruộng chánh pháp của Sa Môn Gautama đã cho quả bất tử gọi là Niết Bàn. Sau khi hưởng quả bất tử từ việc trồng trọt trên mảnh ruộng chánh pháp, người ta có thể thoát khỏi bản thân khỏi đau khổ vĩnh viễn. Như vậy, Ông Bà La Môn đã phát triển tâm Tịnh tính, hiểu thấu đáo và muốn làm những việc mà một cận sự nam hằng làm. Ông ta đã đặt món cơm sữa vào cái bát bằng vàng của ông, trị giá 100.000 đồng tiền vàng, rồi ông ta đặt thêm vào bơ, mật ong, mật đường, vân vân để món ăn ngon hơn. Cuối cùng, ông đẩy bát bằng một tấm vải trắng và tự tay dần đến Đức Phật, và những lời tác bạch rằng: Cầu xin Sa Gotama hãy thọ dụng món cơm sữa. Sa Gotama quả thật là người cày ruộng, vì người đã làm công việc cày ruộng chánh pháp mà kết quả của vụ mùa là niết bàn. Rồi Đức Phật thuyết hai câu kệ sau đến Bà La Môn: Này ông Bà La Môn của bộ tộc Bà Rát Đòa Giá, vật thực có được do đọc lên những câu kệ thì không đáng cho Như Lai thọ dụng chút nào cả. Sự thọ dụng vật thực có được như vậy không phải là tục lệ của chư Phật, là những bậc hằng thọ trì pháp nuôi mạng thanh tịnh. Cho nên, tất cả chư Phật đều từ chối vật thực kiếm được do đọc lên những câu kệ. Này bà la môn của bộ tộc Bà Rát Đoài Giá, khi một người thọ trì pháp thanh tịnh về sự nuôi mạng, người ấy tầm cầu bốn món vật dụng đúng pháp mà không bị luyến ái với bất cứ gia đình nào như mở rộng bàn tay của mình trong không trung. Đó là cách sống thanh tịnh của tất cả chư Phật. Ở đây, câu hỏi được nêu ra là phải chăng Đức Phật đọc lên những câu kệ để được nhận được món cơm sữa? Vì Phật thực kiếm được do đọc lên những câu kệ đã được nêu ra? Câu trả lời là không, Đức Phật đọc lên những câu kệ không phải để nhận vật thực. Đúng vậy, Ngài đã không nhận dù một vá vật thực, tuy Ngài đã đứng gần mảnh ruộng từ sáng sớm. Ngài thốt lên ba câu kệ, một cách rõ ràng để mô tả cách Ngài thực hiện việc cày ruộng chánh pháp, và nhờ đó Ngài đã giải thích đầy đủ những ân đức của một vị Phật. Vật thực phát sanh như vậy có vẻ giống như những người ca múa kiếm được một cái gì đó do múa và hát. Cho nên câu nói, vật thực có được do đọc lên những câu kệ Vật thực như vậy không đáng để chư Phật thọ dụng, cho nên Ngài mới nói, nó không đáng được thọ dụng chút nào cả. Câu kệ bốn dòng, ba câu kệ đầu chỉ ra sự thanh tịnh của thời Pháp để ngăn chặn sự chê bai và chỉ trích của những kẻ thiểu trí có thể nói rằng nhờ hát một bản nhạc mà Sa Môn Gautama đã khiến cho bà La Môn Kasi giá người không có niềm tin mà hoan hỷ bố thí vật thực. Thời pháp này của Sa Môn Gautama nhằm mục đích kiếm vật thực cúng dường. Dòng kệ thứ tư chỉ rõ sự thanh tịnh trong việc nuôi mạng của Đức Phật. Khi Đức Phật nói như vậy thì ông Bà La Môn buồn bã nghĩ rằng Đức Gautama đã từ chối món cơm sữa của ta. Ngài nói nó không đáng được ăn. Ta thật không may. Ta đã bị tước mất cơ hội bố thí Phật thực. Ông nghĩ thêm. Nếu Đức Gautama không nhận món cơm sữa này thì thật tốt thay nếu ngài nhận một món khác khi ấy đức phật chợt nghĩ sau khi bỏ qua thời khắc thực như lai đã đến đây với ý nghĩ rằng như lai sẽ làm khởi dậy niềm tin nơi ông bà la môn này trong một thời gian giới hạn giờ ông ta đã bị từ chối nếu do bị từ chối ông bà la môn có thái độ không tốt với như lai thì ông ta không thể chứng đắc thông tuệ liễu ngộ niết bàn tối thượng vì muốn giúp ông bà la môn được toại nguyện để ông ta khởi dậy niềm tin đối với ngài đức phật bèn đọc lên câu kệ sau này ông bà la môn của bộ tộc bà rá đoài giá với vật thực và thức uống ngoài món ăn này mà được dâng đến các bậc a la hán đã thoát khỏi lậu hoặc bậc có tất cả những ân đức của một vị phật bậc tầm cầu những ân đức như giới bậc cao bậc đã hoàn toàn tự tại Tuy Đức Phật cố ý làm khởi dậy ước muốn bố thí đối với ông Bà La Môn, nhưng Ngài chỉ nói một cách đơn giản, không nói trực tiếp. Chỉ có giáo pháp của một vị Phật và tám đợt tánh kỳ diệu mới là mảnh ruộng vĩ đại, đất đai phì nhiêu dành cho ông, người có khuynh hướng làm những việc phước. Rồi ông Bà La Môn suy nghĩ, ta đã mang món cơm sữa này dành cho Đức Phật, vì thế ý ta không muốn cho đến ai khác. Bởi vậy, Ông ta hỏi, kính bạch Đức Gotama, như vậy con nên cúng dường món cơm sữa này đến ai? Đức Phật đáp lại, này ông bà La Môn, như lai không thấy ai trong cõi chư thiên, gồm chư thiên, ma vương, phạm thiên hay trong cõi nhân loại này, gồm sa môn, bà La Môn, vua chúa, thường dân, ngoài như lai và thanh văn đệ tử của như lai, có thể tiêu hóa được món cơm sữa ấy. Do đó, này ông Bà La Môn, ông nên đổ nó ở một nơi không có cỏ xanh hoặc đổ vào trong nước không có côn trùng. Như vậy, trong cả chư thiên và nhân loại, không ai có thể tiêu hóa được món cơm sữa này. Nó không thể tiêu hóa bởi vì vật thực thô này của loài người đã trộn chung với vật thực vi tế mềm của chư thiên. Khi vị Phạm Thiên đang cho vào vật thực dành cho Đức Phật chư thiên cũng đặt thêm vật thực của họ vào trong đó. Nó có thể tiêu hóa được nếu đó chỉ là tuần tí là vật thực của chư thiên và được chư thiên ăn. Tương tự như vậy, nếu món cơm sữa này loài người tiêu hóa được mà không trộn chung vào với vật thực của chư thiên. Món cơm sữa là loại vật thực thô, chư thiên có cơ thể vi tế nên khi trộn chung với vật thực của chư thiên, chư thiên cũng không thể tiêu hóa được đối với loài người cũng vậy vì thân thô thiển nên không thể tiêu hóa được vật thực của chư thiên đối với đức phật ngài có thể tiêu hóa được vì ngài có sự biến thể tự nhiên một số vị a la hán rành mạch tâm tạng thì cho rằng khả năng này là do năng lực của thân và tâm của đức phật đối với các vị a la hán đệ tử của đức phật cũng vậy vật thực ấy có thể tiêu hóa do định lực và trí quán khi thọ dùng có độ lượng đối với những người khác thì không thể được ngay cả những người có năng lực thần thông. Đây là điều bất khả tư nghị chỉ liên quan đến Đức Phật. Bà La Môn Cát Sĩ Bà Rát Đoại Giác bèn đổ món cơm sữa ấy vào trong chỗ nước không có côn trùng. Ngay tức thì, nó phát ra tiếng kêu xèo xèo. Nhiều hơi nước bốc lên từ bốn phía giống như cái lưỡi cày đã được nung nóng trong lò lửa suốt ngày và hơi bốc lên khi nó được nhúng vào trong nước thấy vậy, bà La Môn đứng sững trong sợ hãi, rồi ông ta đi đến đức Phật, quỳ xuống ôm chân ngài, bạch rằng: thưa Đức Gotama, giáo pháp của ngài quả thật là khả ái, cũng như một vật đang nằm sắp được lật ngửa lên, hay một vật đang được đẩy kín được mở ra, hay một người đi lạc đường được chỉ đúng đường, hay một ngọn đuốc được thắp sáng trong đêm tối để mọi người có mắt có thể trông thấy và phân biệt các đồ vật dường như thế ấy, đức Gotama thuyết giảng cho con về chánh pháp một cách tường tận bằng nhiều cách. Bạch đức Gotama, con xin quy đức Phật, quy đức pháp và quy đức tăng. Thưa đức Gotama, xin cho con được tọa nguyện, xin cho con được xuất gia theo ngài. Ông bà la môn được đức Phật truyền pháp xuất gia và sau khi xuất gia trở thành sa môn không bao lâu, đại đức các sĩ -sí, bà rái đoạn giá một mình đi vào nơi vắng vẻ. Nơi đây vị ấy thực hành pháp chuyên cần tinh tấn với tầm hướng đến Niết Bàn. Cuối cùng Đại Đức Các Sĩ Bà Rót Rà Giá chứng đắc được quả vị A-La-Hán và trở thành bậc ứng cúng. Bài viết này về ông Bà La Môn Sĩ Bà Rót Rà Giá được dựa trên bài kinh Các Sĩ Bà Rót Rà Giá Xuất Tá, cuốn thứ nhất của Bộ Chú Giải Xuất Tá Ni Bà Tát. Kết thúc chương 29, hạ thứ 11 của Đức Phật tại làng của bà la môn nà lá